tổ quốc nhá. lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc là cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nhá. Là hôm nay đây. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Lâu lâu không làm một đợt không làm đơn hàng máy nhỏ. Hôm nay lại có một đơn hàng máy nhỏ Kubota và máy Kubota và máy uh, Takolin máy 4102 v ấy, máy gọi là Trung Quốc ấy. Máy này uh, thì uh, anh em ở trong miền trong uh, cũng rất là rất là chuộng. Bây giờ hiện tại là máy Trung Quốc uh, sát nhập vào trong uh, anh em miền Tây cũng rất là nhiều rồi. Vì em uh, đổ buôn vào trong đấy cũng thấy nhiều có anh em có nhu cầu. Đây là đơn hàng uh, em hôm nay em sẽ review cái đơn hàng uh, 16 con máy uh, Kubota V2403 máy hai xúc áp và 6 con máy Olin uh, All Allin đấy nha anh em nhá, cho vị khách ở trong uh, Đồng Tháp Một vị khách hàng lớn của em Mua hàng của em rất là nhiều Mỗi năm mua của em phải vài, vài trăm con máy đấy anh em ạ Thì đây là những cái lô đơn hàng máy Cuta DC70 này Máy V2403 nhá anh em nhé Thì đây em sẽ quay review cho tất cả mọi người Thực sự là uh, trong cái tháng này em bán rất là nhiều máy lớn Nhưng uh, cái có cái đơn máy này thì uh, là đơn máy nhỏ to nhất rồi Về cái thỉnh thoảng bán 3 con 5 con Đơn máy này là đơn máy nhỏ to nhất này thì đây là con những con máy V2403 mà em đã cảo ra ngoài đây để xếp ra đây kiểm tra đồ đạc, phát của đề phát, củ đề, củ, sạc, thứ đầy đủ hết rồi. Trước khi, sau khi làm xong review xong thì em sẽ đăng video lên kênh rồi à, em sẽ cho anh em thợ kiểm tra một lần nữa rồi em sẽ cho anh em thợ cuốn giấy bóng để chuẩn bị gửi vào trong miền trong nha em nha và trong đồng tháp cho một vị khách thực sự là mua hàng của em từ rất lâu rồi rất lâu rồi một vị khách đặc biệt nói chung là Thông là một, vị khách uh, gọi là quen thuộc của mình ấy. mua hàng mỗi năm mua rất là nhiều hàng nhé đây cái con máy uh, kiểm tra rất là kỹ càng của V2403 V2, này. 1, 2 này đây. đây kỹ càng lắm anh em ạ máy đẹp rực rỡ luôn nhá đây đây con nào con đấy là rất là đẹp đây anh em xem này cực đẹp cực đỉnh luôn nhá đây tất cả đã kiểm tra đủ đạt ơ Linh ơi nắp cái này vào đi đây, đây. Siêu đẹp luôn anh em ạ, siêu đẹp luôn nhá. Đây. Kubota V2403 và đặc biệt nữa là có cả hai con máy trong đơn hàng 16 con máy Kubota này. V V2403 tất cả máy đã quay kỹ càng hết rồi. Và có hai con đơn hàng có hai con máy Kubota à, và hai con máy Ma 4TLV98, máy máy hai uh, con này nổ thì em sẽ làm video hai con này nổ riêng cho mọi người xem nhá. Hai con uh, 98 uh, máy nổ, máy zin đẹp hết. Vì theo yêu cầu của khách hàng là người ta mua máy nổ thì mình sẽ bán máy nổ. Đấy anh em ạ, đây hai con Giang Ma 98 Turbo này Đổ bên cơ sở em có đủ tất cả các loại máy Để phục vụ cho tất cả anh em nhé Máy nhỏ máy lớn không thiếu một loại nào Đây này. đây anh em xem này Tất cả máy cực đẹp cực chất luôn nhá Mọi người nhá đây, đây. Anh em xem đi Máy đẹp lắm Đây nha mọi người Nhìn đây này anh em xem này Đấy V2403 này Anh em xem này Anh em xem này, em xem này. Kinh điển chưa Khủng khiếp Đẹp rực rỡ luôn nhá Đây anh em xem và còn à 16 con V2403 anh em ạ, 16 con V2403. Đẹp, rực rỡ luôn. Đấy. Và đây nhá, anh em xem anh em này, nhìn này. Và đây là 6 con máy uh, Olin 4102, một tốc 05 5 với 1 tấc 02 2 nhá, anh em nhá, đầy đủ hết. Một máy tất cả dây co dầu bảy màu hết, đeo nắp máy đeo nắp anh em ạ. Đây, máy này cực đẹp cực chất luôn. Đấy nhá, mọi người xem. 6 con, 6 con máy. 4BD1 all in này này, Thaco Olin này, tất cả máy là đều là máy nghĩa địa đẹp hết. Ốc quy lát thừa nguyên zin hết nha anh em nhá. Ốc quy lát nguyên zin hết. Đây. Máy đẹp rực rỡ luôn. Đẹp lắm anh em ạ. Đây này, tất cả nguyên zin hết nhá. Đấy. Nguyên zin. Còn hai con máy uh, Ma 4TV98 này thì em uh, sẽ uh, sẽ uh, làm video lỗ từng con một anh em ạ, lỗ từng con một. Đây, còn đây là 6 con máy uh, 4102 4105 Olin nhá anh em nhá. Đây anh em xem này. Và 16 con máy uh, 16 con máy uh, Kubota DC70, máy 2 sub áp tất cả máy máy là theo yêu cầu khách hàng là những cái lô máy này là em bán máy lăn hết chứ không phải bán máy nổ vì trước khi thỏa thuận với khách hàng là máy lăn là bán máy lăn còn mua máy lỗ thì bán máy lỗ thì đây là mình bán máy lăn thì bán máy lăn thôi anh em ạ đây là tất cả đã kiểm tra đồ đạc trước khi uh, cho xe qua xe xe cẩu qua cẩu lên xe chành để gửi vào trong uh, miền tây cho khách hàng nhá em uh, sẽ uh, như vậy là đơn hàng uh, 6 con máy uh, 4102, 4105 nhá, Olin nhá. Đã xong và 16 con máy uh, Kubota và hai con máy giang ma thì em sẽ lổ làm video lổ xong như vậy là đã xong em sẽ đăng video lên kênh nếu mà anh em nào đang có nhu cầu mua máy về bán này đang có nhu cầu mua với số lượng lớn này hay là anh em nào mua máy về sử dụng kể một con hay là 100 con em bên cơ sở em đều có thể đáp ứng được hết nhá anh em mua một con em cũng bán mà lửa con em cũng bán anh em mua về để bán hay là mua về để dùng anh em cứ liên hệ cho em em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người và đặc biệt nữa là nếu mà cái video em đăng lên đấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình tivi của mọi người vào cái phần mềm youtube này tiktok này google này tìm kiếm là động cơ ô tô hưng thịnh nhá và trong nó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em hoặc là động cơ ô tô hưng thịnh vp 88 và trong nó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em có đầy đủ tất cả các loại động cơ lấy cái phần cái này vào gọn gọn vào cho trong rè chỗ kia để tiếng quay video hết cho à, có tất cả các loại động cơ xe thùng có loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe lấy này lấy cái cao su lắp vào đây à? Uh, xe thùng, xe ben, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt bơ, máy gặt tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá. tất cả các loại uh, cầu cát số nhỏ từ số nhỏ lên số to, cầu nhỏ lên cầu to nhá, đầy đủ không thiếu một loại nào cả anh em ạ. tất cả đều là nghĩa đẹp, đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà mọi người có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ. Cái người mình đặt tiền mua hàng xem người ta có cơ sở đồng hoàng hay không và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá anh em anh em nhá. Để tránh những trường hợp rất là nhiều có nhiều anh em đã từng bị uh, chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín vì hám rẻ rồi uh, mất tiền cọc rồi uh, khi người ta uh, chuyển tiền cọc rồi người ta gửi một con máy không đúng, một con máy không đẹp vào, vào không lấy thì mất tiền cọc mà lấy vào thì ôm phải con máy uh, giỏ không dùng được. Gửi ra thì người ta bảo là người ta không nghe điện, bảo người ta hẹn hẹn ba ngày 5 ngày trả lại tiền nhưng đến 5 tháng uh, 10 tháng sau người ta giả là trả lại tiền thế là người ta không trả lại tiền thế là nói nhau cãi nhau bóc phốt nhau trên mạng thành ra là chửi nhau nha ạ mà. mà thực sự là tại sao mà ở video này em phải nhắc nhở mọi người thật nhiều vì thực sự đó là quyền lợi của khách hàng cũng lớn nhất là quyền lợi của em vì những cái chuyện như thế xảy ra nhiều ấy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người bán hàng trên mạng như em vì anh em sẽ còn mất khi mà chuyện đấy xảy ra thì anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng thì lần sau anh em sẽ không muốn mua hàng trên mạng nữa mà em là người bán hàng trên mạng rất là nhiều mà vì một số thành phần như thế mà mình bị ảnh hưởng thì rất là buồn vì thế mà ở video nào cũng phải cố nhắc nhở cho anh em rồi rất là có những anh em bảo sau anh nói nhiều nói dài thế nhưng thực sự là những cái đấy mình không nói không được vì nó là quyền lợi của trước ấy, của mình và của khách hàng cũng muốn tốt cho tất cả mọi người thôi vì thế mà khi mua hàng anh em phải lưu ý tìm hiểu thật kỹ nhá và đặc biệt nữa là nếu mà cái máy móc của anh em ấy nó thỏng hóc chưa nhiều ấy anh em chưa cần phải thay máy ấy thì anh em anh em cần mua đồ vật gì liên hệ cần mua đồ vặt bất cứ món đồ gì lốc chụp quy lát mặt máy hay là bất kỳ món đồ gì mà liên quan đến máy móc của anh em ấy Kể cả một con ốc anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua zalo là em có thể đều tháo ra và bán cho mọi người được vì trong những ngày qua ấy, em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ của anh em lại lớn như thế có những người ta có những anh em người ta điện cho mình ấy người ta bảo là anh ơi à, anh em bán cho em cái con ốc này hoặc là cái món đồ này cả bây giờ nó không có nó thì xe của em không chạy được Máy của em không đổ được thì anh giúp em với. Thực sự là những cái bán những cái đồ vật này nó không được lò lãi bao tiền đâu anh em ạ, nhưng nó giúp mình à quảng bá được thương uh, cơ sở của mình, được nhiều người biết đến hơn. Sau này nếu mà anh em có mua mà máy móc gì thì anh em chắc chắn là sẽ ủng hộ mình và nhớ đến mình. Vì thế mà lúc nào cũng sẵn sàng à, phục vụ anh em. Dù là những cái món đồ nhỏ nhỏ nhất nha chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo. Vì trong những ngày qua bán được rất là nhiều đơn đồ vật luôn anh em ạ, nhiều lắm. Vì không ngờ cái nhu cầu của anh em lại lớn như thế vì nói thật với anh em là có những anh em thợ lâu năm ấy người ta chỉ thích dùng những cái đồ cũ đi theo máy rồi đồ mới có nhiều cái đồ mới không có nhưng thợ lâu năm ấy, người ta chỉ thích dùng đồ cũ đi theo máy vì những cái đồ đi theo máy là những đồ nó rất là tốt và rất là bền chất thép nó khác hoàn toàn những cái đồ đồ mới sản xuất đồ mới nhá đồ mới ấy, là sản xuất ra là sản xuất đại trà mà cái chất thép của nó khác hoàn toàn với những đồ đồ cũ là sắt pha gang đồ mới sắt pha gang ấy chất thép của nó khác hoàn toàn luôn nhưng đồ, đồ cũ là cái đồ đồ bãi ấy, đồ đi theo máy của đi theo nhà máy ấy, nó chất lượng khác hoàn toàn luôn nha vì thế mà em bán được nhiều đơn đồ, đồ vặt lắm một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến vị khách hàng quen thuộc của em đã mua đơn hàng 25 con máy này nha tổng cộng cả máy giang ma 98 turbo này máy Olin này 4102 405 và máy Kubota DC 70 nha chúc cho khách hàng uh, mua lô máy này về sớm bán được hết hết hàng rồi lại nhập những lô hàng tiếp theo. bên cơ sở em à còn mấy con trăm uh, mấy trăm con máy cu ta nữa nha anh em à, đủ số lượng hàng để phục vụ cho tất cả mọi người luôn và cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã đăng lên nhá. chúc cho tất cả anh em thật nhiều sức khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, gặp nhiều may mắn nhá. không có một điều gì có thể trả ơn được và đáp uh, uh, trả ơn được Kiểu là cái cái những cái gì mà khách hàng đã tin tưởng mình đó là hãy mang lại cái giá trị sản phẩm tốt nhất đừng để cho khách hàng người ta thất vọng về mình vì đã đặt niềm tin vào mình nha anh em nhá đối với em là chữ tín đặt lên hàng đầu xin chân thành gửi lời cảm ơn tất cả mọi người nhá xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá